Hụ hụ. Diệp tổng, cô xem phóng viên vẫn ở đây kìa. Có phải cô với Tư tổng? Có phải nên đổi nơi khác để thể hiện tình cảm không? Tôi biết rồi. Nguy hiểm quá, vừa nãy suýt nữa đã trúng mỹ nam kế của anh ấy rồi. Đi thôi. Lão Thất, nếu chị Phong với Tư Dạ Hàn ở Hoa Quốc là người yêu, mà tên Tư Dạ Hàn này trông giống hệt như Tu La Chủ. Vậy không phải Tu La Chủ trở thành thế nhân của người đàn ông này à? Đợi đã, vậy là nói chị Phong mất tích lâu như thế là đến Hoa Quốc yêu đương sao? Lần này chị ấy đến Hoa Quốc thật ra là dùng quyền lực mưu cầu tư lợi, đến tìm người đàn ông này để tiếp tục tiền duyên. Im miệng. Ồ. Em uống gì? Lại gần. Lâu như vậy không gặp, không phải nên làm chút gì đó sao? Nếu em muốn. Buông ra. Nói việc chính đi. Tại sao anh lại đổi ký ức của em? Em biết rồi à? Đừng có thay đổi chủ đề, giải thích em nghe đi. Mình tìm anh ấy lâu như thế, đợi được rồi lại là thái độ bình tĩnh này sao? Tư Dạ Hàn, lâu như vậy rồi, rốt cuộc anh coi em là cái gì? Vốn tưởng rằng trọng sinh một đời có thể nhìn rõ anh ấy, nhưng lại không nghĩ đến anh ấy chưa từng để cho mình nhìn rõ. Người anh yêu nhất. Tư Dạ Hàn, đến bây giờ anh vẫn nói những lời này, lẽ nào không thấy nực cười sao? Yêu một người sẽ xóa bỏ sự tồn tại của cô ấy, biến cô ấy thành một người khác, biến thành nô lệ cho sự giam cầm của chính mình sao? Để anh kể em nghe một câu chuyện. Tư gia ở Hoa Quốc chỉ là phần bị vứt bỏ thôi. Tổng bộ thật sự ở Độc Lập Châu. Mà ở Độc Lập Châu có một quy tắc không cho phép người trong Độc Lập Châu kết hôn với người bên ngoài. Nhưng anh lại phá vỡ quy tắc này. Cũng chính vì vậy nên anh phải xóa hết tất cả ký ức của em để em biến thành người khác, cũng chính là Diệp Oản Oản. Chỉ có như vậy thì người Tư gia ở Độc Lập Châu mới không truy xét được tung tích của em. Ý của Tư Dạ Hàn là trước khi mình bị xóa đi ký ức đã kết hôn với anh ấy rồi sao? Nhưng bởi vì quy tắc ở Độc Lập Châu gặp phải sự truy sát, vậy nên Tư Dạ Hàn mới để mình biến thành Diệp Oản Oản. Như vậy mới có thể để mình sống ở nơi an toàn. Anh không từ mà biệt, chỉ là không muốn liên lụy đến em thôi. Vậy tại sao bây giờ anh lại xuất hiện? Lẽ nào không sợ cổ tộc Tư Thị nữa rồi sao? Bởi vì không muốn lần sau sẽ phải tham gia hôn lễ của em ấy. Trước hết, không nói chuyện này nữa, em hỏi anh có quen Tu La Chủ ở Châu Độc Lập không? Không quen, nhưng đã từng nghe nói đến.
Được, nếu đã như vậy, thì sau này anh đi đâu, em sẽ đi theo đó. Dẫn em theo nguy hiểm lắm, cho anh chút thời gian, anh sẽ xử lý xong chuyện của cổ tộc Tư Thị. Còn chiếc nhẫn này vốn là thuộc về em. Còn về việc nó có ý nghĩa gì thì anh cũng không biết. Trong quá khứ, cô ấy cực kỳ trân trọng chiếc nhẫn này. Trước khi xóa đi ký ức, cô ấy bảo mình bảo quản cho cô ấy. Bây giờ cũng nên trả lại cho cô ấy rồi. Cái này... Đợi nhé, anh nghe điện thoại cái đã. Ừm, được, tôi biết rồi. Ở Hoa Quốc đợi anh, nhanh thôi, anh sẽ quay lại. Được, em ở Hoa Quốc đợi anh. Tư Dạ Hàn, lúc em nói ra biệt danh của Tu La Chủ, anh không nên bình tĩnh như thế. Nhìn thái độ không có phản ứng gì đó của anh, thì anh đã biết em đến Độc Lập Châu từ lâu rồi. Còn nói em đã từng là vợ của anh. Nếu là như vậy, thì sao Tư Gia lại dám truy sát nhị tiểu thư Nhiếp Gia là em đây chứ? Lần này, anh dùng thân phận Tư Dạ Hàn để xuất hiện, e rằng cũng là để em tin rằng anh không phải Tu La Chủ nhỉ. Còn về chiếc nhẫn này, Tư Dạ Hàn có lẽ không lừa mình. Chiếc nhẫn này có tác dụng mang tính biểu tượng gì? Đợi mình khôi phục ký ức, tự nhiên sẽ biết thôi. Tung tích của chiếc nhẫn đã phát hiện ra rồi. Xoạt xoạt. Không ngờ tới, chiếc nhẫn đó vẫn luôn nằm trong tay Tu La Chủ. Nhưng Tu La Chủ đã trả lại chiếc nhẫn cho cô ta rồi. Nhưng nhìn vào tình hình bây giờ, Tu La Chủ với cô ta không hề biết được tác dụng của chiếc nhẫn. Đem chiếc nhẫn về đi. Đã rõ. Nếu thấy hay, các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.